Xin được chào mừng quý vị đại biểu, quý doanh nhân và khán giả truyền hình đang theo dõi chương trình truyền thông quảng bá thương hiệu sản phẩm dịch vụ tiêu biểu vì sức khỏe cộng đồng và môi trường xanh bền vững được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, trong nhiều năm dưới sự bảo trợ, chỉ đạo và ủng hộ của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường và các bộ ban ngành, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Hội chợ Quốc tế, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Môi trường Vạn Xuân, Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Công nghệ cùng Tập đoàn Thương mại và Truyền thông Bắc Hà đã tổ chức chương trình này thường niên với sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, nhằm mục đích quảng bá và truyền thông, khuyến khích, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của các doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ thiên nhiên môi trường và sức khỏe cộng đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Top White số 246D Bạch Đằng, phường 24 Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc, làm trắng da, giải quyết các vấn đề như mụn nám, tàn nhang, đổi mồi, làm trắng da toàn thân. Với thông điệp khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, giám đốc công ty bà Cao Thị Thủy Dung với nhiều năm cộng tác và nghiên cứu các thương hiệu cao cấp nước ngoài. Vâng, và xin được chúc mừng những cá nhân, những doanh nghiệp đã đoạt giải thưởng thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng và môi trường xanh bền vững năm 2014. Xin được chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Điều, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. Và một lần nữa xin được cảm ơn và chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân đã nhận giải thưởng thương hiệu vì sức khỏe cộng đồng và môi trường xanh bền vững. Xin chúc mừng.